vấn đề là chúng sanh hữu tình có tái sanh vào cảnh giới của chúng sanh vô tình được không à? Nếu có thì nghiệp cận tử hay tâm tái tục nào dẫn đi? Và ngược lại, mong sư giải đáp giúp chúng sanh vô tình khi nào thì được coi như là mệnh chung và tái sanh cảnh giới khác, có tái sanh làm chúng sanh hữu tình không? Rồi. Về cái việc là bạn này nói là có thể giúp đỡ sư trong cái việc là hỗ trợ, thì đã có liên hệ qua email nhưng mà chưa có nhận được phản hồi ha, cho nên là vui lòng kiểm tra lại email. Còn cái câu hỏi á, thì như vậy, cái định nghĩa chúng sanh hữu tình và vô tình á, thì nó là định nghĩa thuộc Phật giáo phát triển. Thì đối với Phật giáo phát triển thì hoặc là đối với cái nền văn hóa Trung Hoa thì vô tình ở đây được xem như là cỏ cây đất đá, vốn dĩ nó không có tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì mình còn có một cái kiểu chúng sanh nữa là chúng sanh cõi vô tưởng. Bởi vì chúng sanh cõi vô tưởng là họ không có tâm. Mà khi họ không có tâm như vậy thì mình cũng có thể xem như là chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Thì bây giờ nó chia ra làm hai loại ha. Nếu như mà mình nói là cỏ cây đất đá thì đây không được coi là chúng sanh, cho nên không có chuyện một người mà tái sanh làm cỏ cây đất đá, chuyện đó không bao giờ có nha, không bao giờ có. Cái thứ hai là đương nhiên là cỏ cây đất đá cũng không thể nào tái sanh làm con người hoặc bất kỳ một loại chúng sanh nào khác. Ở trong các cái chuyện cổ tích rồi những cái chuyện này chuyện kia, người ta nói là cây nó lâu năm nó thành tinh, thì xin thưa là không phải như vậy, mà là những cây lâu năm thì các cái vị thọ thần hoặc là các cái hàng phi nhân thường rất thích trú ngụ ở đó. Mà khi trú ngụ như vậy đó thì đương nhiên là người ta lại lầm tưởng là bản thân cái cây đó thành tinh, chứ thực tế không phải. Rồi. Còn cái trường hợp thứ hai á, là chúng sanh cõi vô tưởng. Thì để làm chúng sanh cõi vô tưởng á, thì thứ nhất là vị này phải chứng tứ thiền, chứng tối thiểu là tứ thiền. Và khi chứng thiền như vậy đó thì vị này có một cái lời nguyện với nội dung đại loại như là ở đời mà còn có cái tâm là rất là mệt mỏi, cho nên là mong tái sanh về cái cõi không có tâm. Thì khi mà vị này nguyện tái sanh và về cái cõi không có tâm thì thứ nhất là khi mệnh chung không có hoại thiền và có cái lời nguyện mong mỏi như thế thì vị này sẽ sanh về cõi vô tưởng. Và khi sanh về cõi này được mô tả giống như là cái bức tượng bằng vàng vậy, thì cứ ở đó như vậy thôi. Rồi khi mà hết cái tuổi thọ thì tự nhiên là sanh xuống các cái cảnh giới thấp hơn, ví dụ như cõi trời dục giới, hoặc là cõi người, hoặc thậm chí là các khổ cảnh. Ha. Rồi, thì không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng về cái vấn đề mà Đại Đức Hành Tuệ nói về cái gọi là ở đây các bạn này, có nghĩa là có theo suy nghĩ nha, theo suy nghĩ có nghĩa là bạn này khi mà dùng từ hữu tình vô tình nó có nghĩa là thiên về bên tiếng Hán đó. Còn giống như Đức Hành Tuệ giải thích về cái vấn đề mình phải hiểu là cái vô tình tức là cây cỏ và hữu tình thì sư hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Tại vấn đề này cũng này theo sư thì cũng dễ hiểu thôi chứ mình không có hiểu. Thì ở đây sư cũng xin bổ sung thêm một cái điều về, tại vì Đức Hành Tuệ có đề cập đến chúng sanh cõi vô tưởng. Tại vì đây là một dạng chúng sanh mà đặc biệt, chúng sanh đặc biệt. Lưu ý, tại vì nếu mà không có nói qua chúng sanh này, đôi khi
lại có một số người có thể họ thắc mắc hay là họ bắt bẻ nói là chơi cái nghĩa chúng sanh đó, đó là không có tâm có thân à, vậy là như thế nào? Thì xưa vậy là ở trong Abhidhamma có nói là gọi những pháp nào có mạng quyền, pháp ấy là chúng sanh. Như chúng sinh ở cõi vô tưởng chỉ có sắc pháp, như chúng sinh ở cõi vô tưởng chỉ có sắc pháp không có tâm thức, nhưng sắc pháp này lại có sắc mạng quyền nên được gọi là chúng sanh đó. Cho nên quý vị phải hiểu hiểu rõ thêm cái vấn đề mà chúng sanh cõi vô tưởng cho rõ ràng không, để cho nó quý vị nắm rõ thêm. Còn riêng về Đức Hạnh Tuệ thì sư một lần nữa sư cũng hoàn toàn đồng ý cái cách giải thích của Đức Hạnh Tuệ về cái gọi là hữu tình vô tình rồi đó. Nhưng mà để tốt nhất thì quý vị nên liên hệ với Bali đi ha, liên hệ với Bali thì tốt hơn, giống như là cái từ chúng sanh đó, từ Bali sát tá, thì quý vị tìm hiểu cái từ gốc đó, gốc Bali đó, ý nghĩa là cái gì thì nó sẽ rõ ràng hơn. Giống như nãy sư có trích từ trong trong Vi Diệu Pháp đó, quý vị hiểu rõ đó. Còn đôi khi mình thiên về bên tiếng Hán thì nó cũng có những cái giới hạn, đôi khi mình không có đối chiếu Bali với vị rất là khó, tại vì quý sư khi mà quý sư trả lời vấn đáp quý sư đều căn cứ vô có nghĩa là trong trong cái phạm vi Tam Tạng Kinh điển Bali trong đó thôi. Nên một lần nữa xin nhấn mạnh quý vị nha, quý sư trả lời trong phạm vi Tam Tạng Kinh điển Bali trong đó thôi, không còn nằm ngoài đó thì quý sư không có đề cập. Còn quý vị mà hiểu ngoài đó thì quý sư không có nói đúng hay lại sai. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Chúng ta qua không?